Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Bây giờ cũng đã 9 giờ, em vừa chở hàng về. Đây là những kiện hàng về trong đêm ngày 18 tháng 4 nha các bác, ngày 18 tháng 4. Sau đây em mời các bác xem em khui hàng có những con gì. Vâng, đó là một cái kèn khủng nhất từ trước đến nay. Cái kèn mà các bác, cái thùng mà đây là cái thùng cực kỳ là to rồi nha. Cái kèn nó chiếm là 2 phần 3 rồi. Cái kèn này không cỡ nào nha. Kèn này đến từ Mỹ nha các bác. Cực kỳ là nặng. Vâng, đây là một cặp kèn đến từ hãng Electrovoy, khủng nhất của dòng kèn Electrovoy nha các bác. Cặp kèn khủng và to nhất từ trước tới giờ em đã cập bến nha. Đây, thì em sẽ đo cái bề rộng sau cho các bác xem nha. Khủng cỡ nào. Mà một cái kèn này là công suất là 60W nha, không phải là đơn giản nha các bác. Đấy. Các bác có thể thấy hẹn là 45 nha, hẹn 45 sau là bài máy luôn và cũ loa nha, cũ loa là 16 17 luôn nha, đường kính là 16 17 luôn, cực kỳ là khiếp khủng. Đây. Bộ này là giá là 17 triệu nha các bác. Các bác nào chơi loa Antech hoặc là những dòng loa còn giải đồng trục mà thiếu giải cao thì các bác alo em. Kèn gang nha các bác. Đấy, kèn gang. Hẹn nó được bố trí là chết ra hai bên nha. Đấy, chưa vệ sinh nha, giá là 17 triệu. Mã nó này. Rất là nặng, rất là to. Đây nha các bác. Đây, cũ nó đây. Có thấy cấu kết của nó khiếp khủng. Cũ nó là model là 1829 60W mạch in ultra của hãng Electrovoy. Đây các bác thấy không? Rồi em tiếp tục khui hàng nha. Và đây là con ma răng khủng long của dòng Receiver, nó là qua model là 4004 nha các bác. Con này công suất là 690W. Con này thì em có thông báo hàng về và có đồ các bác ở đã anh Dũng ở Hà Nội hay là ở đâu đó, nói chung là ngoài Bắc các bác đã đặt hàng và đã cọc tiền cho em. Giờ em sẽ khui hàng để các bác bắt anh Dũng được xem. Vâng, em đã khui ra một con Receiver Komarang 4400, công suất 690W, bộ gỗ riêng rất là đẹp nha. Đây. Thì trời nó hơi tối. Đấy, quả phía sau rất là khủng nha, con này trên 30 kg. Vâng, đây là một siêu phẩm đến từ hãng Meridian. Đây là bộ rê bao nha các bác, cực kỳ là cao cấp luôn. Dòng này là dòng đầu bán, là như đầu bán này. Men bao là 557, rê là 562V nha. Bộ này thì tích hợp giải mã DAC cực kỳ là cao cấp luôn nha. Bộ này giá 45 triệu nha các bác. Hãy bác nào yêu thì nhanh tay, mai em sẽ có video qua chi tiết và review bộ này. Bộ này dòng high-end nha các bác, có những cặp loa tăng noi hay là những cặp L100V. Điện là 115V. Đấy. Bộ này là một công suất là 1200W nha các bác, 1200W. Rất là mới luôn, giá 45 triệu nha các bác, nhanh tay thì alo cho em. Các bác có thể tham khảo trên mạng là search lên Google, riêng cái bao này là đã có người ta đã bán là 40 triệu rồi, cái bao này. Rất là hay. Còn con rề đây nữa. Con rề đây thì nó tích hợp giải mã DAC cao cấp của hãng luôn. Cái hãng này cực kỳ là danh tiếng nha các bác. Phía trên là sở hữu một cái bóng gương miếng kính, cái bao cũng vậy các bác. Sau đây em quay phía sau cho các bác coi. Đây là phía sau của con bao này, hai cầu loa nha các bác, hai cầu loa. Đây là công tắc nguồn, quăng nguồn. Vâng, đây là tín hiệu ba lăng. Vâng, năm 1996. Hãng này thành lập là năm 1996. Hàng made in An Lan nha, Anh Quốc nha. Đây, đây là đường tín hiệu optical, hai đường optical vào. Con này giá mã DAC. Và đường tín hiệu ra rất là nhiều. Tín hiệu ra. Không ạ, con này nhiều chức năng lắm, con rề này là cực kỳ là cao cấp rồi. Đây hai tín hiệu ra. Các bác nghe nhạc mạng hay là những tín hiệu nhạc online các bác cắm đường optical này, hai đường đây nha. Đây optical out hay là cắm nguồn, không vâng.
Bộ này 45 triệu, bác nào sưu tầm thì nhanh tay nha. Hàng Anh Quốc thì chắc âm cực kỳ tuyệt vời rồi. Các bác đánh vào những cặp loa BBK hoặc là L100G, L100 Canturi 112 thì bộ này cực kỳ là phê. Rất là mới luôn nha. Hàng hiếm đấy các bác. Các bác mua bao không là 40 rồi nha. Riêng cái rề đây là phải 15 20 triệu rồi này. Bác nhanh tay sở hữu nha. Và tiếp tục đó là con G8700DB. Con này hàng eBay về cực kỳ đẹp luôn, mới tinh luôn nha các bác. Và cuối cùng thì cũng là hai con Sansui 2000X, các bác sẽ được xem trong vòng vài phút tới. Vâng, đây là con G8700DB, độ mới lên tới 95%, mới cấu cạnh nha các bác. Đấy, thiếu thùng thôi. Thì con này giá hàng bay rất là cao nha các bác, công suất thì 500 mấy 600W lận, 8700 dB. Đây nha các bác. Đấy, sáng mai sẽ quay cho các bác xem. Các bác thấy đồ mới không? Rồi, cái vỏ gỗ nó mới không thể tả nó luôn nha. Đấy, này các bác, con này giá 32 triệu nha. Chù vỏ gỗ mới, các bác sưu tầm thì nhanh tay cho em nha. Cái đường này nó không có một vết lông mèo luôn. Hay là hàng sưu tầm nha các bác. G8700DB, size lớn, ghi hai bài đẹp. Mà đây là phía sau em nó, này là 500W nha các bác. 500W. Quá là mới luôn, mới cực kỳ. Rồi, em tiếp tục khui con 2000X. Rồi, đây là con 2000X cuối cùng em đã khui ra. Rất là đẹp nha, mới thiếu sót luôn nha. Mà em sẽ có video quay chi tiết những con sản phẩm về đêm nay. Các bác nào chốt nhanh thì alo cho em nha. Con này giá là 13 triệu 800 ngàn nha. Mới thiếu shop nha.